Tư đồ đại nhân, thái tử phi, quân thượng thân thể không khỏe, không thể gặp bất kỳ ai. Người chắc chắn lời này là do chính quân thượng nói à? Đúng vậy, tư đồ đại nhân. Ngoan cố thiệt đó, cho ngươi thưởng thức một chút lợi hại của quân Ô gia. Con gái, tránh ra. Quân thượng, Ô tư đồ cứu giá chậm trễ khiến người sợ hãi rồi. Tư đồ đại nhân, Ô Mai mau đứng dậy. Tạ quân thượng. Đây chính là kết cục của kẻ phản nghịch. Thật không ngờ quả nhân còn có thể gặp lại các khanh. Đã tìm thấy lương nhi chưa? Quân thượng, tuy rằng vẫn chưa tìm ra thái tử, nhưng bọn thần đã nhận được một tin tức rất là xác thực. Thưa quân thượng, thái tử ở tại nơi thâm sơn đã gặp được một thần y. Hiện thần y đang chữa trị cho thái tử, hiệu quả cũng không tồi. Thiệt hả? Quân thượng không cần lo lắng. Vậy còn Lý Độc Hoạt? Lý Độc Hoạt đã bị công chúa phế làm thư dân. Lão thần đã phải nhân mã đi trước một bước khống chế Lý Phủ rồi. Giờ hắn đang bị giam lỏng. Nói như vậy là hổ phù vẫn chưa lọt vào tay của hắn sao? Đúng vậy quân thượng. Quả nhân phải đem Lý Độc Hoạt băm thành giang mảnh. Quân thượng, thần nghĩ tạm thời không nên giết chết hắn thì hơn. Tại sao? Thần nghĩ muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, biết đâu lỡ như tới cuối cùng bệnh của thái tử lại cần tới hắn đó. Tư đồ đại nhân nói rất có lý. Phụ vương. Quân thượng à, người sao vậy? Ta đau đầu quá. Gọi thái y. Không cần, hồi nãy thái y đã tới rồi. Ta đang uống thuốc, lát nữa sẽ hết thôi. Các khanh mau lùi xuống trước đi. Vậy quân thượng nghỉ ngơi đi, chúng thần xin cáo lui. Đi. Truyền lệnh ta, tất cả thị vệ cấm vệ quân, phàm không phục tùng mệnh lệnh của quân thượng, giết không tha. Dạ. Lục soát thật kỹ vào cho ta. Quan binh, Lý Độc Hoạt nhanh như vậy đã cá muối lật mình sao? Không thể nào. Lục soát kỹ cho ta. Có người nhìn thấy hắn đi lên ngọn núi này, kẻ nào bắt được hắn sẽ được trọng thưởng. Thôi mặc kệ, lo chạy đã. Lần theo vết máu tìm cho ta. Hắn đã bị thương rồi, không thể chạy xa được. Máu. Ê, quan binh đi tìm bắt ngươi, không nói chuyện tức là thừa nhận rồi. Cũng may hôm nay bảo gia tâm trạng tốt cho nên đành cứu ngươi. Phu quân, lát nữa chúng ta đánh thêm một gián nha. Công chúa, ta sao cũng được hết mà. Công chúa, quân thượng có lệnh mời Lý đại nhân mau chóng về trị bệnh cho người. Trương công công, bệnh của phụ dương ngày càng trở nặng sao? Trở nặng rồi. Trương công công, bây giờ quân thượng xuất hiện những triệu chứng gì? Đầu của người đau dữ dội, đau mấy canh giờ liền rồi. Giờ tất cả thái y cũng đành ôm đầu bó tay. Xe đã sẵn sàng, mời đại nhân mau chóng lên đường. Trương công công, Ô Tư Đồ có lệnh, Lý đại nhân không được phép tùy ý ra khỏi phủ. Hỗn xược, giờ ngay cả lời của quân thượng các ngươi cũng không nghe sao? Không dám. Ta sẽ đi cùng với phu quân, các ngươi theo hầu hạ. Dạ. À,
đau chết quả nhân rồi. Đau chết quả nhân rồi. Phụ huynh, liệu chàng có thể nể mặt Trường Dương một lần, tìm cách cứu Phụng Dương không? Nếu như Phụng Dương mà có mệnh hệ gì, Trường Dương cũng không thể sống được. Công chúa, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố tìm ra cách. Đau quá, đau quá. Phụng Dương, đau thương. Chết đi nữa. Phụng Dương, Phụng Dương, Phụng Dương, mau uống thuốc đi. Đó là thuốc gì? Làm theo lời chàng ấy đi. Đem thuốc qua đây, mau. Phụ Dương, Phụ Dương, Phụ Dương, đã đỡ hơn chưa? Bật lý độc quạt cho ta. Khoan đã. Công chúa, Phụ Dương, công công, để ta châm cho Phụ Dương một kim. Chỉ uống thuốc không có hiệu quả. Còn nói gì nữa, chàng mau châm cứu cho Phụ Dương đi. Nhưng khi ta châm kim, ta sợ nàng không chịu được. Trương công công, bảo hộ tống công chúa ra ngoài. Phụ huynh, chuyện nhờ hết cho chàng. Lùng hết đi. Dạ. Công chúa, lý độc quạt chắc sẽ không... Không đâu. Nếu hắn thực sự muốn hại Phụ Dương, ta sẽ lập tức giết chết hắn. Phụ Dương, thấp xuống được cử động. Đã đỡ hơn chưa? Đỡ đau hơn rồi. Phụ Dương, lần châm này người có cảm giác ra sao? Phụ Dương, Phụ Dương có cảm thấy là từ đỉnh đầu cho tới chân máu chảy càng nhanh, kinh mạch thư thông. Kinh mạch thông? Phụ Dương không chịu lên tiếng, vậy chính là ngầm thừa nhận rồi. Chứng minh đau đầu của người tạm thời đã dịu hơn chút rồi. Nhưng mà độc quạt muốn bàn một điều kiện với người. Không cần nói, quả nhân không đồng ý điều kiện của người. Quả nhân không trừng phạt người coi như tốt với người lắm rồi. Phụ Dương, người đừng có nói một cách tuyệt vọng như vậy. Trong quá trình dùng thuốc kéo dài này của người, ta đã đặc chế ra một loại thuốc. Loại thuốc này nếu như dùng lâu thì sẽ bị nghiện. Nếu như dừng thuốc thì sẽ xuất hiện triệu chứng bệnh cũng giống như ban nãy. Lần này người phát tác chính là vì đã lâu lắm rồi người không được dùng loại thuốc mà ta đã đặc chế. Vậy cho nên đặc chế đã có lần phát tác đầu tiên thì sẽ có những lần sau mà thôi. Thời gian sẽ càng ngày càng ngắn, nhưng mà thời gian phát tán căn bệnh đau đầu sẽ lại càng ngày càng dài. Nếu như người mà không tiếp tục dùng thuốc của ta, nếu như mà không được châm kim, nhất định là sau này sẽ liên tục phát tác, khiến cho người sống không bằng chết. Hả? Lý Độc Quạt, cái đồ vô ân bội nghĩa nhà ngươi. Phụ Dương à, ngàn vạn lần đừng có tức giận. Tức giận sẽ lại đau, giống như cảnh lúc nhỏ ta đã chứng kiến của Cơ Đãi vậy. Quân thượng, quân thượng, quân thượng, quân thượng, quân thượng, người sao vậy? Quân thượng, quân thượng, quân thượng, quân thượng, quân thượng, quân thượng. Lý Độc Quạt, người muốn trao đổi điều kiện gì? Người nói đi. Phụ Dương, dù sao thì Lý Độc Quạt ta cũng được coi như văn võ song toàn. Chuyện phục lại chức thống lĩnh cấm vệ quân chắc không thành vấn đề gì chứ? Trường công công, sao bên trong không có tiếng động gì hết? Liệu có phải là bệnh của Phụ Dương lại nặng thêm không? Công chúa, chắc quân thượng đã đỡ hơn rồi. Nhưng mà... Đợi thêm một chút đi. Đây chính là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho Lý Độc Quạt. Hy vọng huynh ấy có thể hiểu được lòng của ta. Ta phát hiện Ô Tư Đồ mưu đồ bất chính, tìm tung tích thái tử bắt thích khách là bổn phận của hắn. Nhưng mà ta lại phát hiện thái tử đang ở cùng với thích khách. À, thái tử ở cùng với thích khách sao? Đúng vậy. Với lại Ô Tư Đồ còn thả thái tử và thích khách, ta cũng không biết lý do. Tại sao? Vậy nên con người này không thể giữ lại. Để hắn đi gặp Diêm Vương đi. Đồ hèn hả? Phụ Dương à, người đừng có quên, giờ ở trên đời này chỉ có ta mới có thuốc giải. Nếu như ta mà chết thì người cũng không sống được. Với lại người sẽ bị già dò,
từ từ cho tới chết. Lý Độc Quang, cái tên vong ân phụ nghĩa khốn kiếp nhà ngươi, cho dù ta chết cũng sẽ không khuất phục. Ta tin trên đời này không chỉ mỗi ngươi là danh y. Phụ Dương, thiệt là ngại quá, ta vẫn còn một châm, vẫn chưa châm cho người nữa. Phụ Dương à, điều kiện có Độc Quang, Phụ Dương đã suy nghĩ tới đâu rồi? Ô Tư Đồ là nguyên lão tam triều, hắn có kim bài miễn tử do Tiên Dương ban, quả nhân cũng không làm gì được. Vậy thì chỉ cần bãi miễn ông ta, cho ông ta trở về quê yên tâm dưỡng già đi. Phụ Dương à, im lặng tức là ngầm đồng ý, phải không? Phụ Dương à, Độc Quang còn có một thỉnh cầu nữa. Lý Độc Quang, ngươi còn muốn cái gì nữa? Phụ Dương à, ta nói rồi ngươi đừng tức giận, nghe ta nói hết câu trước đã. Con gái của người đã biết quan hệ của chúng ta không được tốt cho nên rất đau lòng. Còn ta lại không nhẫn tâm nhìn con gái của người đau lòng. Vậy cho nên chúng ta hãy giảng hòa đi. Người thấy có được không vậy? Lý Độc Quạt, xem ra ngươi vẫn còn chút lương tâm. Phu quân, phụ dương của thiếp sao rồi? Công chúa, nàng tự vào xem đi. Phụ dương, người đã đỡ hơn chưa? Trường Dương, sau khi mà Độc Quạt giúp ta châm cứu, bệnh đau đầu của ta đã đỡ hơn rồi. Trương Công Công, dạ, mau truyền lệnh của quả nhân phong Lý Độc Quạt làm thống lĩnh cấm vệ quân kiêm thái y lệnh, đồng thời bãi miễn Ô Tư Đồ. Tuân lệnh. Ta phụ dương. Phụ dương, Độc Quạt còn có một chuyện muốn người định đoạt giúp. Còn có chuyện gì nữa? Phụ dương à, thái tử lưu lạc bên ngoài, thích khách cũng chưa bị bắt về quy án. Con thân là thống lĩnh cấm vệ quân, có trách nhiệm tìm thái tử, bắt giữ thích khách, giúp cho phụ dương giải trừ lo lắng. Mong phụ dương ân chuẩn. Phu quân, không được đâu. Lần trước chàng đi suýt chút nữa là mất mạng rồi, lần này nhất định không được mạo hiểm nữa. Công chúa, ta thân là thống lĩnh, đây chính là chuyện ta nên làm. À, được rồi, được rồi. Như vậy đi, Lý Độc Quạt, con thống lĩnh 500 tinh binh đi tìm kiếm thái tử, bắt giữ thích khách. Lần này con nhất định phải bảo vệ thái tử an toàn, nhất định không được xảy ra sơ sót. Tuân mệnh. Trường Dương, qua đây. Xét. Lý Độc Quạt, lẽ nào tấm chân tình của thiếp cũng không thể khiến chàng thật tâm hối cải sao? Thiếp sẽ ngồi đó chờ, coi rốt cuộc chàng muốn làm gì. Cậu Báo Ca. Hả? Làm gì? Nè, huynh không biết hắn ta là ai và làm nghề gì, vậy mà huynh lại dám cứu hắn hả? Ta thấy người hắn toàn vết thương, cũng đâu thế nào thấy chết không cứu. Quan trọng là huynh không biết được trên người hắn liệu có tiền hay là không. Cả nhà chúng ta đông tới vậy, ăn uống tốn kém và đã không còn nhiều tiền nữa rồi. Ta thấy đồ hắn mặc nhìn có vẻ rất giống người có tiền. Hy vọng là không đặt nhầm chỗ.
Mũi cười gì vậy? Cậu Bảo Ca, thật ra không có tiền cũng không sao. Hắn ta tuấn tú như vậy, đợi sau khi hắn bình phục cho hắn hầu hạ mũi để trả lại tiền công là được rồi. Đinh Hương, bây giờ mũi là người có phu quân rồi, đừng có mà đã ăn trong chén là đi ăn trong nồi chứ. Quân có thể cùng Hạ Nhi tỉ tỉ liếc mắt đưa tình gì mà lại không chịu cho mũi có hứng thú với người khác sao? Ta với Hạ Nhi liếc mắt đưa tình hồi nào chứ? Sao lại không có? Hạ Nhi cũng đã có vậy mà cậu nói là không. Ta nói mũi biết lúc ta cứu hắn đã bị quan binh truy bắt, nói không chừng hắn chuyện ức hiếp con gái nhà lành đó, mũi nên cẩn thận chút đi. Mũi thì đã sao? Quân đáp trả thử coi. Tỉnh rồi kìa. Ồ, tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Nè, chậm thôi. Đây là đâu vậy? Đây là Lâm Đầu Thôn. Bọn ta đang đi lên núi hái thuốc, thấy huynh bị hôn mê cho nên đã ra tay cứu huynh đó. Ân cứu mạng này suốt đời không quên. Rồi, bèo nước gặp nhau. Được cái gì cũng quên chứ không quên. Nếu như mà cảm thấy tiện thì đưa tiền đây là được. Ai trời ơi, đương gia nhà chúng tôi chỉ đùa với huynh thôi mà. Cái gì mà trả tiền chứ không trả tiền. Huynh ấy là đại phu có trái tim phụ mẫu, hành y vì người bệnh không phải vì tiền, không có sao đâu ha. Thật sự ngại quá đấy mà tiên sinh. Tại tôi đi vội quá, tiền rơi mất rồi. Ngày sau tôi sẽ trả lại cho ngài có được không? Không sao đâu, tiền là chuyện nhỏ. Quynh cứ yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng đi ha. Còn về những chuyện khác Quynh không cần lo lắng. Thả lỏng tâm trạng đi. Quynh tên là gì vậy? Tôi tên là Yến Sinh. Nếu như tiên sinh cảm thấy không yên tâm, tôi sẽ viết một tờ giấy dây ngày khác. Tôi nói Quynh biết, Quynh mà còn nói vậy nữa tôi sẽ giận Quynh đó. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Sau này nhất định không được phép nhắc tới chuyện tiền bạc. Vào chuyện của Quynh cũng là chuyện của tôi. Tên của tôi là Đinh Hương. Sau này nếu có chuyện gì nhắc tiền tôi đi. Cái quài, cái quài. Quynh làm cái gì vậy? Nè, buông ra coi. Đi. Quynh muốn cái gì đây? Tại sao con người có mũi không nguyên tắc gì hết vậy? Sao vậy hả? Hồi nãy còn nói tiền không đủ dùng, bây giờ lại nói không cần tiền. Không phải Quynh nói người ta không có tiền sao? Không có thì viết giấy. Nói, có phải mũi nhìn trúng hắn rồi không? Phải. Cũng không phải luôn. Đúng rồi, Yến Sinh hôm nay đã nửa ngày trời, nhất định là đói bụng lắm. Mũi đi làm cho Quynh ấy bát mì mới được. Ê, hôm nay vì Mỹ Nam Nhân mà vậy hả? Trước giờ có bao giờ nấu cho ta ăn đâu. Bảo giờ ta anh tuấn tiêu sái, tràn đầy mỹ lực mà còn sợ cái tên đó sao? Thần tiếp chỉ. Quốc quân lệnh, Ô Tư Đồ thân là nguyên lão tam triều, Ý công tử Kiêu không chịu báo quốc, ngược lại mưu đồ bất chính, cấu kết cùng Thích Khách. Nay ta xuống chiếu, bãi miễn chức quan, cáo lão hồi hương đại lệnh, Lý Độc Hoạt phục lại chức thống lĩnh, kiêm thái y lệnh. Khâm thử Ngô Quốc quốc quân. Chàng vừa về tới đã phải xuất chinh rồi. Tất cả chỗ y phục này đều là do thiếp tự tay may cho chàng. Chàng mang theo đi. Đa tạ công chúa. Thật không ngờ chàng lại chữa khỏi bệnh cho phụ dương nhanh như vậy, còn được người tha thứ. Tuy là trước đây chàng đã phạm sai lầm, nhưng biết sai có thể sửa. Tảng đá nặng đè trong lòng thiếp có thể buông xuống rồi. Ta xin lỗi, công chúa khiến nàng lo lắng rồi. Từ nay về sau, chàng đừng làm chuyện gì cho thiếp và phụ dương đau lòng thêm nữa, có được không? Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách trị khỏi bệnh cho người, khiến Trịnh Quốc hùng mạnh trở lại. Vậy thì tốt, sắp tới phải lên đường rồi, nhất định phải chú ý an toàn, tự bảo trọng thân thể của mình. Nàng cũng vậy, một mình chăm con sẽ rất mệt. Làm xong chuyện ta sẽ lập tức quay về. Công chúa, ta làm như vậy là vì tương lai của chúng ta, vì tương lai con của chúng ta. Mong là sau này khi nàng biết được sự thật, nàng sẽ không trách ta. Lý Độc Hoạt, nếu như ta phát hiện chàng phụ ta lần nữa, đừng trách ta không nhớ tới tình nghĩa phu thê.
lần này các ngươi cùng ta xuất chinh, nhất định phải nghiêm túc tuân thủ quân luật. Ai vi phạm, chém. Dạ. Xuất phát. Dạ. 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 Các vị đều là những người đã lớn lên cùng với ta. Lần này xuất hành, nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát nhất cử nhất động của Lý Độc Hoàng, âm thầm bảo vệ thái tử. Không phải giận bất đắc dĩ, không được lộ thân phận. Dạ. Trường Dương xin phép được hữu lễ. Cơ Lương, người như phụ dương ta, đoạt dương vị của ta. Hôm nay ta nhất định phải giết chết nhà ngươi. Ta đúng là một kẻ vô dụng mà. Cơ Lương, người và Cơ Ức giết chết phụ thân của ta, quỷ gia tộc ta, cuối cùng cũng tới ngày báo quyết hận thâm thù rồi. Xem kiếm. Phụ thân, các hương thân phụ lão, tử tô sẽ thay mọi người báo thù rửa hận. Dù sư phụ có trục xuất con khỏi sư môn, con cũng sẽ không hối tiếc. Xin các vị phù hộ cho tử tô sớm lấy được đầu của hắn. Phụ dương nói rất đúng, con là đại trượng phu, là nam tử hán, con không thể sợ. Con không thể sợ. Mẹ ơi, mẹ, không phải mẹ nói tìm được cha thì cả nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau rất hạnh phúc sao? Bây giờ tìm được cha rồi, tại sao lại không thể ngủ cùng với cha và mẹ? Tuy rằng con không thể ngủ cùng với cha, nhưng mà con có thể nói chuyện cùng với cha. Sau đó, nghe cha con kể chuyện, cũng có thể ăn cơm chung với cha. Không muốn, con nhất định phải ngủ với cha và mẹ. Con cũng muốn nghe cha kể chuyện. Con trai ngoan. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Sau này con sẽ không nhắc tới chuyện ngủ cùng cha với mẹ nữa. Đừng khóc nữa mà. Ừ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Sau này Điền Thất không dám nữa. Ừ. Điền Thất ngoan. Ngon quá. Ngon quá đi. Ngon quá. Ngon quá. Phụ dương, phụ dương, hôm nay hài tử ta báo thù cho người đây. Quên là ai vậy? Cơ Lương đừng sợ, ta là Cơ Trọng đây. Cơ Trọng ca ca, quên tới chơi với ta có đúng không?
Để ta giúp huynh nha. Huynh là người mà thần y ca ca phái tới để bảo vệ ta hả? Ai là ca ca của ngươi? Cái tên xấu xa nhà ngươi. Hôm nay ta tới là để giết ngươi đó. Sao lại là tỷ? Buông ta ra. Chỉ dựa vào một mình đệ mà muốn lấy mạng của hắn sao? Tính mạng của hắn thuộc về ta. Hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Không được, hắn là của đệ. Đệ phải đích thân giết chết hắn. Đệ tỉnh lại đi. Cơ Trọng, tránh ra đi. Để giết hắn. Cơ Lương, ta phải chính tay giết chết ngươi. Thích khách tội gan, dám thích sát cả bổn thái tử. Cuối cùng ngươi cũng lộ bộ mặt thật rồi, còn ở đây giả nai giả ngốc sao? Hôm nay ta phải giết chết ngươi. Giết người rồi, giết người rồi. Để ta coi thử. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Buông để ra. Đừng có đánh nữa. Dừng tay, có nghe không? Đệ dùng kiếm được rồi à? Tỷ đệ giết hắn đi. Không được, tạm thời vẫn chưa thể giết hắn được. Tránh ra, nếu không ngay cả ngươi ta cũng giết. Nếu như cô nương cảm thấy có thể giết được ta, vậy thì ra tay đi. Vậy thì để ta xem thử. Được. Hắn quả nhiên là biết võ công, đúng là không đơn giản. Dừng tay. Tử Tu, có nghe không? Tiên sinh biểu cô dừng tay, cô không nghe thấy hả? Sư phụ, muội phải giết chết tên cẩu tặc này để báo thù cho phụ thân và gia tộc muội. Muội đã quên lời nói lúc muội bái ta làm thầy hả? Nếu muội còn làm vậy, ta sẽ đuổi muội khỏi sư môn. Sư phụ, mau. Yến sinh, thật không thể ngờ công phu của ngươi lại cao tới vậy. Tiên sinh, những người buôn bán phải học một chút tuyệt kỹ để mà phòng thân, không thường dùng cũng càng không thể để lộ. Ây cha, đã anh tuấn tiêu sái, võ công lại rất cao cường, nếu để Đinh Hương biết được sẽ lại si mê ngươi. Phải mau chóng đuổi ngươi đi mới được. Tô Bảo, mau giải quyết đạo cho đệ muội đi. Ây cha, thật không nhận ra. Đệ cũng dám múa đao lộng kiếm. Hey, tất cả các người nghe rõ đi. Bây giờ Cơ Lương là khách của ta, sau này không được phép làm khó hắn. Ai dám tìm cách gây khó dễ thì đừng trách bảo gia đệ chở mà không nhận người thân. Làm gì vậy? Mau giải quyết đạo cho đệ muội. Dạ. Ây cha, có gì từ từ nói, muội thua lỗ quá trời. Sao huynh nói nhiều quá vậy? Ngậm miệng phải không? Ta giải. Ta ngậm miệng rồi mà cũng bóp nữa. Ai xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người tập trung ở đây làm gì? Không đi ngủ đi. Hả? Mau về phòng đi. Mau lên. Được. Không sao chứ? Ta không ngờ thân thủ của nương cũng không tồi. Như nhau. Tại hạ tên. Đi ngủ thôi. Đi ngủ. Nhìn có một chút thôi mà. Làm gì vậy? Đi ngủ.
Tụi tôi đi ngủ, ngài đừng đi theo. Ta ngủ cùng các người. Ta sợ lắm. Yên tâm đi, bây giờ không ai dám khi dễ ngài nữa. Đã đi được chưa vậy? Trời ơi, đi. Các huynh đệ, người ở trong bức họa này là trọng phạm của triều đình, quân thần có lệnh, ai mà bắt được hắn ta sẽ được thưởng 100 lượng. Phía trước không có làng, phía sau không có nhà, tại sao vẫn có ăn bài vậy? Ngươi cho hắn chút đồ đi. Dạ, nhận lấy đi. Lý Thái Lệnh, Tổ Trọng. Lý Thái Lệnh, Lý Thái Lệnh, là ngươi. Đỗ Trọng, ăn từ từ, uống nước đi. Ta đi tìm ngươi bấy lâu nay, ta đã tưởng ngươi bỏ trốn rồi, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy? Đêm đó tôi từ chỗ Đảng Sâm và Ô Tư Đồ vội vàng bỏ trốn, cuối cùng do không đem theo tiền nên phải ăn xin qua ngày. Tôi tính sẽ quay về thành đô cứu đại nhân, thật không ngờ đại nhân đã được khôi phục nguyên chức. Đỗ Trọng bảo hộ bất lực, kính mong đại nhân thứ tội. Đỗ Trọng, đừng vậy mà. Ta hiểu mà, trong tình huống đó cũng không còn cách nào khác. Đúng lúc bên cạnh ta cũng đang thiếu người, có muốn đi cùng ta không? Dạ được, đa tạ đại nhân. Ngươi cũng đã ăn no uống sai rồi, mà lên đường đi. Dạ, đi. Đại nhân mời. Đại nhân mời. Còn phải nghe lời đó. Chúng ta sẽ đi đâu? Cậu Bảo Ca. Hả? Quỳnh qua đây một chút. Sao vậy? Ê, có chuyện gì vậy? Cậu Bảo Ca. Hả? Chậm thôi. Cậu Bảo Ca. Hả? Đệ có một ý tưởng rất là hay, Quỳnh coi có được không? Cái chuyện gì? Sao bí mật vậy? Quỳnh coi, giờ Quỳnh với tỷ đã có con chung rồi, với lại hai người cũng đều thích đối phương. Hay là, nè, Quỳnh rước tỷ ấy về luôn đi. Có được không đấy? Cái này không ổn. Tại sao lại không được? Bây giờ tỷ tỷ của đệ lưu lạc ở bên ngoài, không nơi nương tựa. Nếu như tỷ tỷ có thể gả cho cậu Bảo Ca, vậy có thể coi là chỗ dựa rồi. Người làm em trai như đệ mới có thể thật sự yên tâm. Còn chuyện báo thù phục quốc thì phải tính kế lâu dài, không thể làm chậm trễ chuyện của tỷ tỷ được. Nhưng làm vậy không hay lắm. Với lại là đệ thấy rất lo, giờ có người đang để ý tới tỷ của đệ, chính là tên Yến Sinh đó. Hắn đã nhìn trúng tỷ tỷ rồi. Đệ, ê, chuyện này để sau đi, sau này rồi nói cũng được mà. Hả? Được. Vậy chuyện này cậu Bảo Ca chỉ cần huynh không phản đối thì đệ sẽ làm chủ thay tỷ tỷ đệ. Phía tỷ tỷ đệ sẽ tự nói, phía Đinh Hương tỷ tỷ thì nhờ vào huynh. Qua đây. Hả? Bây giờ đệ coi tỷ là gánh nặng có phải không? Dạ không. Đệ tự tiện tìm cách đẩy tỷ cho người khác. Cơ Trọng, qua đây. Đệ khá lắm nha Cơ Trọng. Ngày thường thấy đệ hiền lành thật thà, không ngờ trong lòng đệ nhiều nghĩ kế tới vậy. Tao nói đệ biết, cổ Bảo Ca là của mình ta thôi, không ai được giành với ta. Trời ơi, đủ rồi, Cơ Trọng chỉ một miệng thôi mà, hai người đứng coi là thiệt chứ. Quỳnh câm miệng cho muội, còn chưa tính sổ với Quỳnh đó, làm như là sao? Rốt cuộc Quỳnh muốn cái gì hả? Quỳnh không có đồng ý mà. Thật không? Sao muội lại thấy có dễ miệng cưỡng quá vậy? Được rồi Đinh Hương, Cơ Trọng chỉ là tùy ý nói thôi, muội đừng có kéo tay cậu Bảo nữa, sớm muộn gì cũng bị muội kéo hư. Hạ Nhi tỷ tỷ, giờ muội đang giáo huấn phụ huynh của muội có liên quan tới tỷ sao? Được rồi đại tiểu thư, đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Câm miệng cho muội, cùng muội đi nha. Tỷ, đệ đang làm cái gì vậy hả? Đệ đã quên trọng trách trên vai của đệ rồi sao? Tỷ tỷ à, sau này đệ không nói nữa, tỷ đừng có giận mà. Đừng có giận nữa mà tỷ tỷ. Hả tỷ tỷ? Các người coi thử đi, đã gặp qua hai người này bao giờ chưa? Chưa từng thấy. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ vào.
Nếu biết được hành tung của hắn mà báo lên sẽ được trọng thưởng. Chưa từng thấy qua, ông có thấy không vậy? Ta có thể vô trong đó không? Huynh vô đi. Ngồi đi. Lời của cơ trọng, huynh đừng có để bụng nha. Ta không có. Ta là đại phu lang bạc, nhà không một gian, đất cũng không một mảnh, nào dám hưởng phúc phần như người khác. Còn muội nữa, một mình muội mang theo điện thức, sao không chịu nói sớm cho ta một câu? Muội chỉ là một lòng muốn báo thù. Căn bản muội cũng không biết tương lai của muội sẽ ra sao. Nếu nói với huynh, huynh sẽ cho muội đi báo thù sao? Bán hạ ơi, muội vì muốn báo thù, không những tự thay đổi số phận của mình mà còn làm thay đổi cuộc đời của điện thức. Huynh tới để giá quấn muội sao? Ta làm gì dám. Ta tới là muốn nói với muội, chỗ này không tiện ở lâu. Tuy rằng Ô Tư Đồ khống chế được Lý Độc Quạt, nhưng mà Lý Độc Quạt quỷ kế đa đoan, nói không chừng lúc đầu đó sẽ cá muối lật mình. Chúng ta phải mau chóng lấy hộ phù, điều động binh lính, hoàn thành tâm nguyện phục quốc. Cậu bảo, mấy năm nay huynh vì muội mà chịu không ít khổ sở. Có một số chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên, muội xin hạ điện thất cho huynh, tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà trước giờ muội chưa bao giờ hối hận. Vậy huynh cũng phải đa tạ muội đã sinh cho huynh một đứa con tốt vậy. Nói như vậy, điện thất trước tiên là con trai của muội rồi mới tới huynh. Lại còn con trước sau nữa hả? Nếu mà không có huynh thì sao muội tự sinh điện thất được? Lẽ nào mình nghe lầm hay sao? Hóa ra bán hạ chính là công chúa Thành Dương bị truy sát của Trịnh Quốc. Trong tay bọn họ còn có hổ phù. Tham kiến thái tử. Thái tử, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Các ngươi tới cũng đâu phải là trễ lắm. Nếu như mà không được Cẩu Bảo tương cứu, ta đã sớm chết rồi. Các ngươi có thể giúp ta thu gom xác, với lại còn có thể nhặt mấy mảnh xương về phục mệnh với phụ dương đó. Thái tử, đều do thuộc hạ vô năng khiến thái tử gặp phải nguy hiểm. Thuộc hạ cam tâm nhận sự trừng phạt. Chuyện này ta tạm chưa tính. Nếu như còn để xảy ra sơ sót, ta sẽ tru di ngươi. Dạ, thái tử, đa tạ ân không giết của thái tử. Thái tử, vậy bây giờ người quay về cung với tôi đi. Không, bây giờ vẫn chưa thể về được. Qua đây. Tuân mệnh. Ê, y thuật của Bảo gia ta không chỉ là nói khoác ha. Ta nói là ta đứng thứ ba Trịnh Quốc, người khác không dám nói mình đứng thứ hai đâu. Mới nãy người cũng thấy rồi đó. Vết thương đã lành một cách nhanh chóng, nhìn giống như là chưa từng bị thương. Cậu bảo căng xem, râu của huynh bị thổi lên trời hết rồi. Y thuật của huynh với muội mà nói chỉ là hạng xoàng thôi. Vì đại hiệp này, bây giờ người khỏe rồi, có thể đi được rồi, có đúng không? Trời ơi, thiệt là kỳ lạ. Sư phụ, người hãy nhận con làm đồ đệ của người đi. Cái vụ gì nữa? Chữa bệnh cái lội ra thêm đồ đệ. Ta nói cho người biết, người đi buôn tiếp đi, đi theo ta không có tiền đâu. Mạng con cũng nhờ tiên sinh cứu.
con rất là phục y thuật và nhân phẩm người. Vậy nên làm ơn nhận con làm đồ đệ của người đi. Như vậy thì con có thể học y thuật của người, có thể ra ngoài cứu người. Chuyện này không được, ta nói người biết. Dạo này ta không có dự tính nhận đồ đệ. Người mau đứng dậy đi, đừng có phí lời nữa. Yến sinh không sao đâu, huynh ấy không chịu nhận huynh. Huynh không cần phí lời với huynh ấy nữa. Huynh yên tâm đi, hắn không nhận thì tôi nhận. Tôi sẽ đem tất cả du thuật mà cha truyền lại cho tôi dạy hết cho huynh. Tôi sẽ khiến cho huynh trở thành du thuật sư lợi hại nhất luôn. Đình Hương, muội tính làm gì vậy? Sao vậy hả? Huynh thua nhận nữ đồ đệ thì được, còn muội nhận nam đồ đệ không được hả? Yến sinh quyết định vậy nha. Được. Sau này huynh sẽ... Ngươi đã thành tâm như vậy rồi, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Mau đứng dậy, đứng dậy.